bí mật không thể chôn vùi của những kẻ phi tang xác vợ. Dù đổ bê tông giấu xác vợ nhiều tháng thành công trong chiếc lu hay 4 năm êm xuôi phi tang xác trong hầm cầu, những gã chồng sát thủ vẫn không thể chịu đựng được nỗi ám ảnh dày vò. Nguyễn Trung Hoàng, 48 tuổi, vào ngày 11 tháng 5 đến cơ quan công an đầu thú hành vi giết vợ do không thể tiếp tục chịu được nỗi ám ảnh cắn rứt. Theo lời khai cách đây 4 năm vì nghi ngờ bị phản bội, Hoàng, 48 tuổi, thường xuyên to tiếng với vợ là chị Phan Thị Thuần, 35 tuổi, gia đình lục đục. Trong một lần cãi vã, bị vợ dùng khúc gỗ đánh vào đầu, Hoàng giật lại rồi đánh mạnh vào gáy khiến chị này tử vong tại chỗ. Hoàng mang xác chôn phi tang dưới hầm cầu trong nhà vệ sinh rồi tung tin vợ bỏ theo người tình. Sau lời khai của Hoàng, công an Bà Rịa Vũng Tàu khai quật hầm cầu trong căn nhà cấp 4 ở thị trấn Đất Đỏ phát hiện bộ xương. Làm việc với nhà chức trách, người thân của chị Thuần cho biết mấy năm qua đã nhiều lần sang nhà Hoàng tìm kiếm nhưng không thấy tung tích gì. Một vụ án khác liên quan tới chiếc lu chứa xác vợ. Vào ngày 8 tháng 4, đầu thú tại công an, Trần Thái Phúc, 43 tuổi ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, khai gia đình sống ở thành phố Hồ Chí Minh bằng nghề buôn vải. Ngày 13 tháng 1 năm 2017, Phúc cùng vợ là chị Trần Thị Huyền Trang, 33 tuổi, về quê Quảng Ngãi ăn Tết. Chiều 27 Tết ngày 24 tháng 1, nghe thấy vợ trách móc mẹ chuyện con trai sặc sữa nên quay ra mắng, lại sẵn hơi men trong người. Phúc cầm cây nhíp xe ô tô đang dựng ở trong bếp để dạy vợ. Uất ức vì bị đánh, chị vợ to tiếng, Phúc nổi nóng liền đè lên người siết cổ vợ đến bất động. Để che giấu gia đình, Phúc mang vợ xuống bếp lau sạch vết máu, rồi lấy bao đựng lúa trùm lên. Sau đó chờ mẹ và con ngủ say, hắn đem thi thể vợ bỏ vào chiếc lu nước bỏ không lâu nay ở phía sau nhà, xúc cát lấp đầy. Khi mẹ hỏi về con dâu, Phúc nói vợ giận dỗi nên bỏ nhà đi. Ngày hôm sau, nhân lúc không có ai ở nhà, Phúc trộn hồ và đổ vào chiếc lu nhằm ngăn mùi hôi không ai phát hiện. Sau Tết, anh ta vội vàng đưa mẹ và hai con vào lại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên vì day dứt tội lỗi, Phúc sau đó đã trở về quê và thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ án tiếp theo đó là lừa chở vợ đi dạo để có cơ hội đoạt mạng. Ngày 20 tháng 4 tại công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, Phạm Doãn Quân, 32 tuổi, khai do mâu thuẫn gia đình nên nuôi ý định giết vợ. Chuẩn bị cho kế hoạch này, chiều 19 tháng 4, Quân đến một lò rèn mua con dao bầu rồi bỏ vào cốp xe. Đến 20 giờ cùng ngày, sau khi ăn cơm cùng gia đình, Quân chở vợ đi dạo. Một tiếng sau, khi đến đoạn đường vắng thuộc thôn Đa, xã Di Trạch, Hoài Đức, Quân dừng xe bảo vợ xuống rồi mở cốp. Không nói lời nào, Quân đâm hai nhát dao vào bụng và ngực vợ khiến nạn nhân gục sau chừng 100 mét bỏ chạy. Quân để mặc xác vợ ở ven đường, vứt con dao vào vườn ổi nhà dân rồi đón xe chạy trốn lên Bắc Cạn cho đến ngày bị công an bắt vào hôm sau. Và vụ án cuối cùng là giấu xác 9 ngày trong nhà. Cuối năm 2016, tại Vĩnh Long xảy ra một vụ án thương tâm khi xác nạn nhân được tìm thấy đã phân hủy nặng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bé Chín, 42 tuổi, trú tại huyện Long Hồ. Hung thủ là Trần Văn Lộc, 38 tuổi, người chồng hờ của bà Bé Chín. Theo nhà chức trách, bà Bé Chín sống cùng Lộc từ năm 2012 khi ông này ly thân vợ. Vì không đồng ý quan điểm trong nhiều việc, hai người thường xuyên mâu thuẫn. Đầu tháng 12 năm 2016, trong một lần cự cãi, Lộc lấy dao dọa cắt cổ vợ hờ, kéo ra mương dìm đầu xuống nước. Sau đó Lộc kéo xác nạn nhân vào nhà, khóa cửa bỏ đi. 9 ngày sau, Lộc gọi điện kể cho con gái riêng đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc vì thế được phát hiện.